Đây hả? Đúng rồi. Rồi. The road in Việt Nam. Viết tiếp nào. Có to be chưa? To be là A cho cô, bởi vì những con đường nó sẽ nhiều A. Nha, chu, narrow, quá chật hẹp. Những con đường ở Việt Nam quá chật hẹp. Chu, travel, easily. Rồi được chưa? The road in Việt Nam are too narrow to travel easily. Chu đâu? Để chu một o thôi con. Sao lại chu một o? Chu này là chu một o. Cái gì chữ gì đây? Chu này chu hai o, chu này một o. Chu có chữ chu nữa mà bố cái chu. Có một chữ chu mà. Chu này chu hai o, chu này chu một o. Nhưng mà những cái chu một o tự ra tài thế nào? Ấy cái gì ta? Nhờ ơi là đúng chu một o. Hả? Chu biết không? Nói gì vậy? Không thôi. Con làm đúng rồi mà, kệ ông Phong là Phong bị đạ. Bật cả mình. Rồi, câu 2. Trời ơi, câu 2 mà không làm được thì đi bán vé số nào. How gì? Đúng rồi, how far is gì nữa? From your house. Đúng rồi, ok, very good. Book store. Phong viết tiếp Phong. Rồi Mai đã từng đi học bằng chân, tức đi bộ á. Khi cô ra học tiểu học á là đi bộ. Cái đấy có là đi xe lăn. Ờ thuốc là đi một chân ha. Đi bộ ha. Mai nè. Đã từng là gì? Du chu nè. Mai đã từng đó 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 đó. Thằng quỷ dữ kia. Em không có lấy đâu. Mai đã từng. Mai đã từng gì? Rồi. Mai đã từng. Đã từng gì? Go to school. Mà đi bằng chân nó phải xài tới từ gì? On foot. Đúng không? Khi cô ta when she quá khứ là sẽ what cho cô? Cô ta học tiểu học. Was in primary school. Rồi. Cái từ diêu chua mình đã từng đấy. Số bài dưới. Bài dưới nha. Thật là quan trọng để tuân thủ luật giao thông khi chúng ta sử dụng đường bộ này. Có to be chưa? Chưa có to be thì phải thêm to be nào? Chưa có to be thì phải thêm to be nào? Is phải đi với y. Đọc nào. Is gì? Is important. Thật là quan trọng. Very important à? Có từ very hả? Có. Thì bỏ very vào. Rất là quan trọng. Để mà tuân thủ luật giao thông phải thêm giới từ to vào. To obey. The traffic rule. Thêm mạo từ the vào. The traffic rule. Khi chúng ta sử dụng đường bộ. When we use the road. Rồi xong. Câu tiếp theo. Sang câu 5. Đây câu 4 này. Sang câu 5 đây. Câu 5 dễ. Khó như chồng. Đạo này học hành bệt hà thế. Bệt hà cái gì? Rồi. Câu 5 is y gì? About. Is y about 10 km from the how to the airport. Is about 10 km from the how to the airport.
Rồi, chu đây ở go. Cách đây 2 ngày. Cách đây 2 ngày sao? Chúng tôi đã bị kẹt xe 2 tiếng đồng hồ luôn. Rồi viết sao đây? 2 days ago. Sao mấy bạn ngày hôm nay trầm tính vậy? 2 days nè. Ở câu này 7 ngày chúng tôi đã bị kẹt xe. Quá khứ của stop nó là stop thôi nha. In a traffic jam. Trong một vụ kẹt xe. Rồi, over 2 hours. Con nhìn đứa nào muốn ốm thầy. Xong chưa? Rồi. Rồi, cái này thêm cho cô thành công thì động. Chúng tôi bị kẹt xe, thêm cua vào đây. Thêm pho vào đây cho cô nữa. Rồi. Ok chưa? Không. Kẹp vào vô. 2 days ago, we were stuck in a traffic jam for over 2 hours. Ủa? Thêm vào, thêm vào. Ủa, con Nam không phải vậy đâu. Con Nam á? Nó có 6 mà. Nó có 6 mà. Câu 6 hả? Câu 5. Câu 5 trên hả? Đây câu 6. Rồi, câu 6. Câu 7 nè. Câu 7 là gì? Hầu hết những con đường ở trung tâm thành phố thì bị tắc nghẽn trong giờ cao điểm. In the city center. Rồi A congested in rush hour. Đó. Viết vào nhanh. Không mất thôi. Mày có. Phong ngồi dậy không? Nhìn thằng Phong mệt quá. Phong. Rồi, in the city center. Rồi A congested. In rush hour. In trong thêm chữ mạo the vào. The rush hour, in the rush hour. In the rush hour. Rồi có phải ghi bảng không? Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục nè. Câu 8 how far? How far is it from your house to the bookstore? Không khác hả? Đã làm lại rồi. Rồi viết là xong sang câu 9. Nhanh là sang câu 9 nào. Còn là một đứa bé phải không? Phong biết chưa? Sao cứ ngơ ngơ ngao ngáo như con cáo vậy? Trời ơi, nhìn nó chán đời của nó. Đứa nào nó lên đây nó cũng vậy hết. Còn nó ngồi ngoài kia nó bấm điện thoại thì nó là tươi tỉnh. Câu 10 nào? Câu cuối cùng. Nó làm anh ta mất 2 tiếng đồng hồ để đi từ Vinh tới Hà Nội nào? Nào, số đọc. Nó làm anh ta It takes him. Take thật sờ nào, bởi vì it là chủ của số x. 2 tiếng đồng hồ. Chứ
vào. Travel. Từ Vinh tới Hà Nội nói sao? Từ là gì? À, from. From gì nữa? Vinh to Hà Nội. Đấy, đi vào. Lấy sách kia ra. Biết sách nào chưa? Sách đề.